Phượng Rùi phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức, chồng và mẹ ruột khóc nghẹn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, chồng của ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh thông báo vợ mình phải nhập viện. Vì kiệt sức, bác sĩ hé lộ chị lao lực quá nhiều và mất ngủ dẫn đến suy sụp cả tinh thần và thể chất. Hồng Phượng khiến fan cực lo lắng khi chia sẻ hình ảnh cô nằm viện cấp cứu. Cô bị chấn động tâm lý và kiệt sức nên phải vào viện, dù chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến chuyến từ thiện tiếp theo của quán bún bò. Khán giả cũng có phần yên tâm khi Hồng Phượng đùa, may mà nhan sắc không bị ảnh hưởng. Mặc dù nhiều người không ưa Hồng Phượng sau lùm xùm dành tài sản, nhưng vẫn còn có một số khán giả yêu thương ủng hộ Hồng Phượng, bất chấp chuyện gia đình có thế nào vì cho rằng một ca sĩ giọng hát là quý nhất. Vì vậy Hồng Phượng vẫn được một số khán giả ủng hộ. Bác sĩ cho biết, ngoài suy nhược cơ thể, Hồng Phượng còn bị căn bệnh dạ dày hành hạ dẫn đến ăn uống kém, nên sụt cân liên tục, sức khỏe sa sút rõ rệt. Được biết khi Hồng Phượng nhập viện, quán bún vẫn hoạt động bình thường nhờ có cô tắm lành đảm đang mọi việc, cộng với có anh chồng xịn suốt ngày phụ bán bún bò và ship hàng cho khách ở lân cận. Trước đó Hồng Phượng từng bị nhà đài cấm sóng, triệt đường sống nên chị quyết định tự cứu lấy mình bằng cách về nhà mở quán bún bò. Trước những chỉ trích từ khán giả cộng với bản án cấm sóng, Hồng Phượng không khỏi bức xúc. Mới đây cô chia sẻ, họ xúc phạm danh dự nhân phẩm và triệt con đường sống của gia đình tôi, họ đánh giá đạo đức của tôi nhưng đã biết hết về ngọn ngành câu chuyện chưa? những điều tôi đã nói ra đều có bằng chứng còn việc họ tin hay không thì tùy hiện tại số lượng antifan cố tình công kích rất lớn và đây là điều tôi không thể kiểm soát được hồng phượng tiếp tục chia sẻ đây là chuyện của gia đình tôi tại sao khi gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân nhiều người lại quay ra tấn công tôi và mẹ tôi là cháu gái người mà cậu tin tưởng sẽ tiếp nối nghề nghiệp của ông, nhưng giờ đây cũng phải đối mặt với những đòn công kích, tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Trước đó tranh chấp trong gia đình nghệ sĩ Tú Vũ Linh về vấn đề thừa kế di sản của ông đã gây ra nhiều tranh cãi, những cuộc đấu đá này không chỉ tác động đến cuộc sống riêng tư của gia đình mà còn ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của Hồng Phượng. Sau khi lùm xùm xảy ra, công việc của Hồng Phượng gặp nhiều khó khăn. Cô không chỉ bị công kích từ nhiều phía mà còn bị nhiều đối tác hủy hợp đồng. Những dự án tiềm năng đã tan thành mây khói và con đường sự nghiệp đột nhiên chững lại. Điều này đã khiến cho tâm lý Hồng Phượng suy sụp và rơi vào khủng hoảng. Được biết từ khi chị nhập viện, chồng chị lo lắng rất nhiều cầu xin những anti fan hãy để cho vợ chồng chị một con đường sống vì còn phải nuôi mẹ già và con nhỏ. Cô lành nhập viện vì mẹ con Hồng Phượng bào sức quá nhiều. Cô lành người thân thiết của Hồng Phượng vừa mới phải nhập viện, nguyên do làm việc quá sức, thất nghiệp ế sâu, Hồng Phượng chung tay cùng cô lành mở quán bún bò kiếm cơm. Ai ngờ đâu đúng như tên sáu bào, hai mẹ con nó ép cô lành làm việc quá sức đến mức đuối quá ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong viện rồi, cô lành phải thức từ 2 giờ sáng để nấu nước lèo, chuẩn bị gia vị chén bát, để sáng 6 giờ đem ra bán cho kịp mẹ con hồng phượng ngủ cho sướng đến lúc bán hàng thì ra sớ rớ rồi thu tiền nhìn thấy là không ưa vô rồi cô lành tưởng kéo ngon dễ kiếm tiền sau vụ này ai ngờ vào viện nằm luôn rồi giờ thì đã sáng mắt ra chưa mẹ con hồng phượng phải nói là rất quá đáng ăn trên đầu trên cổ người ta giết rồi quen giờ làm ăn chung với ai cũng quen bào sức để lợi cho mình chơi vậy ai chơi lại sau vụ lần này không biết cô lành đã tỉnh ra chưa có còn dám hợp tác với mẹ con hồng phượng hay không dấu chấm hỏi lớn, liệu gia đình này sẽ còn lục đục nội bộ đến bao giờ. Nghệ sĩ Tú Vũ Luân cho biết, Hồng Loan là con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, thật sự nếu Hồng Loan không đồng ý thì phía Hoa Viên cũng không thể thực hiện điều này. Hồng Loan là con nhưng không hề biết chuyện gì xảy ra trên mộ của ba mình, tất cả mọi thứ đều từ trên mạng. Đó là điều Loan bức xúc nên mới có buổi gặp gỡ hôm nay. Vũ Lân nói, Hồng Loan cho biết lúc còn sống, nghệ sĩ Vũ Linh không muốn làm phiền bất cứ ai. Đến khi mất, nhiều người lợi dụng tên tuổi của cha cô để kêu gọi quyên góp. Tôi mong quý anh chị chia sẻ để lấy lại số tiền mình đã quyên góp. Tôi không muốn cha mình mắc nợ bất kỳ ai sau khi mất. Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh trên giấy tờ. Mọi chuyện trong nhà từ lúc nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống, cô không biết hay được thông báo bất cứ điều gì. Từ lúc mất đến trải qua mấy cái thất số tiền phúng điếu hơn 600 triệu đồng số tiền còn lại của ba khoảng 4.000 đô tôi không biết gì hết cô nói thêm có mặt tại mộ phần của nghệ sĩ tú Vũ Linh cùng Hồng Loan, Vũ Luân cho biết những ngày qua anh bị nhiều người chỉ trích vô cớ vì cho rằng nam nghệ sĩ là người mang BH Media vào tăng lễ độc quyền đưa tin hình ảnh của Vũ Linh. Đến khi bị chỉ trích và mọi chuyện vỡ lẽ, Vũ Luân bất ngờ khi cả Hồng Loan, Bình Tinh đều không biết ai là người mang cả đội truyền thông đến. Đến khi liên hệ BH Media và yêu cầu xem hợp đồng, người ký là Hồng Phượng với phần trăm doanh thu là BH Media nhận 40%, phía Hồng Phượng nhận 60%. Khi tôi bị chỉ trích, tôi có liên hệ Hồng Phượng để yêu cầu đính chính. Phượng vẫn im lặng và nói Phượng cũng là người bị hại. Vũ Lân nói, Vũ Lân khẳng định anh không đánh bản quyền bất cứ ai, lấy hình ảnh từ đám tang của nghệ sĩ ưu Vũ Linh. Người sử dụng video về nam nghệ sĩ lại cắt clip từ BH Media, hoàn toàn không phải chuyện của anh. Cháu gái nghệ sĩ Tù Vũ Linh cho biết quyết định ký hợp đồng với BH Media để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Sau khi có doanh thu, số tiền này được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh. Số tiền gần 90 triệu đồng được đưa vào tài khoản không đồng của Kim Nga, người ở bên chăm sóc Vũ Linh những ngày cuối đời. Trước giờ tất cả chi phí việc thờ cúng cậu tại nhà do chị Nga chi trả, Hồng Phượng cam kết những giấy tờ thông tin này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình. Những phát ngôn sai sự thật nhằm mục đích xúc phạm bôi nhọ danh dự cá nhân và gia đình liên quan tới vấn đề này sẽ được báo cáo xử lý và làm rõ tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ. Trong khi đó Vũ Luân lại thắc mắc tại sao Hồng Loan, người thừa kế hợp pháp thứ nhất tài sản của nghệ sĩ Tú Vũ Linh không được nhận số tiền này, mọi công tác ma chay mồ mả mà, mà cũng không thông qua con gái duy nhất của Vũ Linh lại đưa cho Kim Nga nghệ sĩ tú vũ linh qua đời ngày 5 tháng 3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư tại tăng lễ hồng phượng nói hồng loan là con nuôi trong khi đó hồng loan nói cô là con gái duy nhất của vũ linh sống cùng nhà đến khi lấy chồng nghệ sĩ tú vũ linh khi mất cũng không để lại di chúc sau tháng ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa con gái và em ruột và cháu gái của nam nghệ sĩ. Gia đình hai bên hiện lên tiếng sau những ồn ào trên mạng xã hội. Hồng Loan nói cô tuyệt nhiên không biết chuyện xây mộ cho cha. Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương từ chối làm việc vì người ký hợp đồng là nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng. Trong khi đó, phía nghệ sĩ Hồng Phượng sau kê làm rõ chuyện mang BH Media, công ty độc quyền hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và đám tang liên quan chuyện tác quyền trên YouTube khiến nghệ sĩ Vũ Luân bị hiểu lầm xuất hiện tại mộ của nghệ sĩ ưu tú vũ linh tại nghĩa trang hoa viên bình dương hồng loan cho biết cô muốn làm rõ chuyện không được phía hồng phượng hồng nhung thông báo chuyện xây mồ mà của cha để không bị khán giả hiểu lầm cho đến ngày 20 tháng 5, khi phóng viên liên hệ với chị nga người 10 năm chăm sóc nghệ sĩ vũ linh chị vẫn nói không biết khi nào giáp mộ khi gọi điện lên nghĩa trang người ta từ chối tiết lộ và nói rằng chỉ làm việc phía hồng nhung hồng loan nói Quán bún bò bán mới mấy ngày, nội bộ đã xảy ra lục đục, bà Sáu Bào bị nghi lấy trộm tiền đi đánh số đề. Trước khi chuyện này xảy ra, bà Sáu Bào nổi tiếng là dân chơi có máu chiến trong lĩnh vực đánh tứ sắc và chơi số đề. Từng bị nghệ sĩ Vũ Linh tố phá mất năm căn nhà, nhiều lần bị giang hồ tới tận cửa đòi nợ với cầu cứu anh Năm vì cái tật cờ bạc. Mới đây, theo một câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng xôn xao, đó là việc quán bún bò của cháu gái Hồng Phượng đã xảy ra lục đục nội bộ. Cụ thể, cô lành sau khi bán hàng kiểm tra lại tiền thì thấy hụt. Bà này nghi ngờ sáu bào đã chôn tiền để đi đánh đề khiến bà bức xúc. Cô Sáu Bào từng là cô đào nổi tiếng trên sân khấu cải lương thời Hoàng Kim ở các tỉnh miền Tây và đoàn Huỳnh Long ở Sài Gòn. Vào năm 2005, khi đoàn giải thể cùng với việc làm ăn thất bại, nghệ sĩ Sáu Bào đã làm mất căn nhà từ đường của gia đình, cũng từ nguyên nhân máu chiến trong cờ bạc. Cố nghệ sĩ Vũ Linh từng chia sẻ, Thằng Bảy hại cậu hai phần thì cô Sáu Nhung hại 11 phần, 5 căn nhà, 1.000 mấy lượng vàng đâu còn nữa, nghệ sĩ Tú Vũ Linh nhắc. Đáp lại lời anh, bà đáp, thì đúng rồi, có đứa em gái mà không thương thì biết thương ai bây giờ hả anh Năm? Anh Năm rồi mới tới em Sáu, rồi mới tới thằng Bảy, còn lạ lùng gì mà tiếc rẻ với Hồng Nhung. Từ những câu chuyện trên, cư dân mạng suy luận rằng vì cô lành nghi ngờ bà Sáu Bào lấy trộm tiền bán quán để đánh đề là hoàn toàn có thể xảy ra. Do sự tin tưởng nên bà Sáu được tiếp xúc gần nhất với hòm chìa khóa và có cơ hội lớn nhất để chôn tiền. Cô lành tỏ ra rất bực bội khi công sức bán cả ngày của mình bị chôn chĩa mà không biết ai là kẻ đứng sau. Cô tuyên bố sớm muộn cũng tìm ra sự thật. Hồng Phượng đi phát quà từ thiện, bị chê đã bèo còn cố PR, bị, bị người dân vây tới chửi tới tấp. Mới vài ngày trước đây, thông tin Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh mở quán bún bò đã được rất nhiều người biết đến. Đáng chú ý, chỉ sau vài ngày bán bún, gia đình Hồng Phượng tuyên bố lấy tiền lời làm từ thiện, phát hơn 150 phần quà cho người nghèo, người khó khăn cơ nhở. Đáng chú ý, sau buổi phát quà được diễn ra, nhiều người cho rằng Hồng Phượng đang cố tình làm màu để lấy lại lòng thương của mọi người. Những người có mặt ở buổi phát quà cho rằng Phượng đi tới đâu đội ngũ livestream đi đến đó quảng bá trầm trộ, đem logo quán bún bò đi dán khắp nơi, thông báo trùm rã nhưng phần quà chỉ có mấy gói mì tôm, bèo nhèo hết sức. Khán giả cho rằng việc từ thiện này không xuất phát từ cá tâm của Hồng Phượng mà xuất phát từ lợi ích cá nhân, muốn lợi dụng việc này để phục vụ cho cá nhân, nếu thương người thật thì đâu ai phát quà kiểu vậy bên cạnh nhiều sự phản đối cũng có nhiều người dễ dãi hơn cho rằng thôi kệ người ta có lòng là tốt được bao nhiêu hay bấy nhiêu có còn hơn không trước đó lúc nghệ sĩ vũ linh qua đời khi gia đình công bố hồng loan là con ruột của cố nghệ sĩ vũ linh thì hồng phượng lập tức lên tiếng đính chính loan không phải con ruột mà là con nuôi với mục đích rằng dùng sức mạnh của mình lúc đó còn uy tín để dành sự ủng hộ của dư luận nhằm gạt hồng loan khỏi nhà và chiếm toàn bộ tài sản Nguyên văn lời nói của Hồng Phượng, Hồng Loan được Vũ Linh đưa về nhà khi mới vài ngày tuổi, chỉ vừa lọt lòng mẹ đã mất. Vũ Linh thương chị nên để tên mình ở ô cha trên giấy khai sinh, để trống ô mẹ, đặt tên theo họ ông là Võ Thị Hồng Loan, xem như con ruột. Hồng Loan và Hồng Phượng bằng tuổi nhau, cùng lớn lên trong vòng tay yêu thương của nghệ sĩ Vũ Linh và đại gia đình. Chị Loan sống với ba Vũ Linh trong căn nhà ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Loan kể hồi nhỏ, chị được ba Vũ Linh yêu thương chiều chuộng, lần nào đi diễn về cũng đều có quà cho chị em Hồng Phượng, Hồng Loan. Vũ Linh không công khai chị Loan trước công chúng báo giới nhưng không giấu giếm. Những đồng nghiệp thân thiết ông đều biết sự hiện diện của Loan. Khi chị Loan lớn, Vũ Linh lo cho con gái lấy chồng, tận tay dắt con lên lễ đường cùng con trẻ. Vợ chồng chị Loan hiện sống và làm việc ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh có một con. Theo Hồng Phượng, Vũ Linh nhận nuôi ba người con, gồm nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh và Thanh, con của người anh em kết nghĩa với nghệ sĩ Tú được ông nhận nuôi từ năm 12 tuổi. Hồng Phượng đại diện gia đình nói, Loan là người trong gia đình chúng tôi, không có sự phân biệt nào loan là con gái của cậu loan cũng coi ông như ruột thịt vì vậy tôi mong mọi người hãy xem loan là con gái ruột của ba xin đừng làm tổn thương cô ấy thêm đây là tâm nguyện của gia đình có thể thấy việc này nhiều người suy ra hồng phượng không phải là người tốt đẹp gì tới mức đi phát quà từ thiện cho người nghèo mà không có ý định trục lợi nào